Kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Mở đầu chương trình thời sự đặc biệt chào xuân Canh Tí 2020, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lời chúc mừng năm mới của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong thời khắc thiêng liêng của mỗi người, mỗi nhà, chào đón năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, tôi thân ái gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân, các doanh nhân, người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên. Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu với quyết tâm cao nhất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,72%, cao nhất trong 8 năm qua. Sản phẩm bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên 16.000 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên cùng với 7 địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và 4 huyện hoàn thành nông thôn mới. Trong năm đã chuyển đổi 3.000 hectare đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh và nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác đạt 203 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, xây dựng con người phát triển toàn diện, hài hòa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 100% trạm y tế cấp xã đạt chuẩn, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,5%, giáo dục và đào tạo đạt kết quả toàn diện, tạo thêm việc làm mới cho 2,5 vạn lao động, hộ nghèo còn 1,9%. Xây dựng được gần 300 nhà ở cho người có công, hộ nghèo và phấn đấu hoàn thành xây dựng khoảng 1.000 nhà vào năm 2020. Làng khu phố văn hóa đạt 88,5%, gia đình văn hóa đạt 91,5%. Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết thúc năm 2019, tỉnh ta có nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra vào năm 2020. Năm 2020 có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục phát huy cao độ truyền thống quê hương văn hiến và cách mạng, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thực hiện quyết liệt theo phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả để xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, đô thị văn minh, một miền quê đáng sống. Xin kính chúc các đồng chí, nhân dân và cán bộ vui Tết, đón xuân, vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Năm mới, thắng lợi mới. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm, làm việc. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần về thăm và làm việc. Thủ tướng đã về dự lễ khánh thành cầu Hưng Hà và thông xe đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình.
dự và chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tổ chức tại Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm mô hình chuyển đổi cây trồng ở huyện Văn Giang. Tại những lần về thăm và làm việc, các đồng chí Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm vui trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đồng thời mong muốn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, đột phá, sáng tạo, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên đinh ninh lời Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1946 đến năm 1966, người đã 10 lần về thăm Hưng Yên. Tình cảm và sự quan tâm đó đã trở thành nguồn động lực to lớn cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên trong các thời kỳ cách mạng. Thực hiện di chúc của người, tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,72%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 16.000 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt trên 12.000 tỷ đồng, đạt 127,8% dự toán. Để có được kết quả này, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các cấp các ngành liên quan, đã có nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt trong việc thực hiện cải cách hành chính và động viên các doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong năm, đã thu hút 116 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký 640 triệu đô la Mỹ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành trước mục tiêu đến năm 2020, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về trước 2 năm và vượt trên 200% kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Toàn tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 4 huyện thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Yên là một trong 8 địa phương của cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 372 hợp tác xã nông nghiệp, có 5 hợp tác xã mới được thành lập, 30 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc. Năm 2019, thị xã Mỹ Hào được thành lập gồm 7 phường thuộc khu vực nội thị, 6 xã khu vực ngoại thị. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra bước phát triển mới nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho sự phát triển lâu dài, tạo thế và lực mới trong xu thế hội nhập, góp phần quan trọng để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội. Năm 2019, tỉnh đã khai trương Trung tâm Phục vụ Hành chính công, trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 sở ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương. Trung tâm là đầu mối để thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đã sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và giảm được 74 đầu mối vòng qua của các đơn vị. Tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây dựng khoảng 1.000 nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Tỉnh đã đang huy động nhiều nguồn lực để chung tay tiếp tục xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, giúp họ vượt khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020, đã huy động được trên 37 tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu đề ra. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến giành ngôi Á quân giải hạng nhất quốc gia 2019 cùng một suất chơi trận play-off lên hạng ngay ở lần đầu tiên tham dự giải. Đội tuyển thể thao Hưng Yên có 2 vận động viên tham dự SEA Games 30 tại Philippines giành được huy chương vàng. Năm 2019, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm đạt giải A giải báo chí quốc gia, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến trao giải động viên. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên đạt giải báo chí cao nhất kể từ sau ngày tái lập tỉnh. Đã có 54 học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế, trong đó có 44 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông. Thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay,
cán bộ chiến sĩ công an chính quy phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ở 156 xã phường thị trấn thuộc 10 huyện thị xã thành phố. Đã có 151 xã phường thị trấn công bố dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, vì vậy tỉnh đã sớm công bố hết dịch bệnh tại 151 xã phường thị trấn. Tỉnh đã trích các nguồn ngân sách hỗ trợ đợt 1 với tổng số tiền 200 tỷ đồng hỗ trợ các hộ có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh.